Vâng, chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Nếu các bạn đang coi video này, mình tin chắc là các bạn cũng là những người tự học Photoshop giống như mình. Cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn ba kênh YouTube mà mình khi mà mình tự học đó, thì mình cho rằng ba kênh này là ba kênh tuyệt vời nhất để chúng ta có thể tự học Photoshop được. Và nếu như đây là lần đầu các bạn tới video của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký đó và click nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai ha. Ok, chúng ta vào video thôi. Rồi, lời đầu tiên đây là năm mới 2019 và mình xin chúc tất cả mọi người khi đang xem video này có một cái năm năm mới thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và đạt được nhiều thành công mà các bạn mong muốn. Ok, thì vì là Tết mà cho nên là mình sẽ có một phần quà nhỏ ở trên fanpage, các bạn có thể lên trên fanpage của mình và có một cái đã nhận lì xì anh em ơi. Đó, thì các bạn làm theo những cái bước sau thì mình sẽ gửi cho các bạn bộ một cái phần quà lì xì nhỏ là cái bộ sample bản rút gọn của ba bộ reset blend màu cao cấp mà mình đang cung cấp trên fanpage luôn. Các bạn có thể vô trong phần cửa hàng trên fanpage thì các bạn sẽ gặp sẽ có rất là nhiều cái thông tin về những cái bộ sản phẩm của mình, những combo được giảm giá rất là nhiều. Và đó là cái phần quà của mình. Nếu các bạn muốn thử hoặc muốn dùng thử cái này thì muốn dùng thử cái thì mình có cái phần quà nhỏ nhỏ đó để các bạn có thể tải về các bạn dùng thử, và đó cũng chính là cái phần quà nhỏ và dành cho năm mới của mình luôn. Rồi, ok. Thì trong video này á, như tiêu đề mình có nói với các bạn là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái channel mà trước giờ mình đang học. Mình học Photoshop là tự học cho nên là mình và chủ yếu là mình học từ đâu? Từ những cái channel trên YouTube. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ba channel mà mình cảm thấy là mình đáng học nhất, đáng tự học nhất và hiệu quả nhất. Ok ha. Ok. Rồi, top 3. Đó là kênh của Tutvid. Tutvid là kênh của Nathaniel Dawson, khá là hay. Ở một cái channel này thì được một cái là có ngoài cái vấn đề là Photoshop ra thì ông có rất nhiều về những cái phần mềm khác như của Adobe Illustrator rồi After Effects rồi Premiere các thứ nữa, thì các bạn có thể vô đây coi. Ông này thì bị một cái là ông nội dung thì rất là nhiều, ông làm hình như cũng phải 5 6 năm rồi. Và nhưng mà có vấn đề là ông nói khá là nhanh, cho nên là nếu như bạn nào hơi yếu tiếng Anh thì có thể là sẽ hơi khó chúng ta follow theo theo kịp ông được, mà mình sẽ phải nhìn ông thao tác như thế nào. Thì nhưng mà được một cái là cái nội dung rất là đa dạng và đa số những cái video nó khá là ngắn và dễ áp dụng đó. Rồi, kênh thứ hai đó là kênh của PC Imperfect của Umesh Dinda, và cái kênh này khá là ok khi mà Umesh thì thực tế là ông là một người Ấn Độ, cho nên là cái cách nói tiếng Anh của ông cũng khá là ok, dễ nghe và tương đối chậm. Cho nên là điều một cái nữa là cái thể loại của ông nữa là ông có giải thích ở những cái video của ông là ông làm tới đâu ông giải thích tới đó, cho nên là chúng ta làm theo thì chúng ta có thể, nếu như bạn nào vững tiếng Anh một biết một chút xíu tiếng Anh thì chúng ta có thể follow được và mình sẽ hiểu được là từng bước nó như thế nào. Nhưng mà đại khái một cái là ông làm khá là chậm, và mình như nói đó, cái lợi thế của ông là ông nói tiếng Anh khá là rõ. Tại vì người nước ngoài nói tiếng Anh, mình không hiểu sao người nước ngoài nói tiếng Anh có vẻ, ở một số nước á, nói tiếng Anh thì nó có vẻ rõ ràng hơn là người Anh nói tiếng Anh hoặc là người Mỹ nói tiếng Anh. Rồi, nhưng mà một cái bị cái là của kênh hôm nay thì chỉ có về Photoshop và Lightroom thôi, nhưng mà ở kênh của mình các bạn thì chắc cũng chỉ nghiên cứu chủ yếu là về Photoshop và Lightroom mà đúng không? Đó. Thì trong channel của ông sẽ có rất là nhiều PC Perfect, các bạn thể vô Google Google YouTube á, các bạn search là PC Perfect khá là hay. Rồi, top 1 cái kênh tuyệt vời nhất đối với mình nghĩ là các bạn ai cũng nên follow ông này là kênh của Aaron Nace, kênh Learn, kênh PH Learn, Learn là học, PH Learn. Đó, thì kênh này hiện tại là gần 2 triệu lượt follow rồi, thì các bạn 2 triệu lượt sub á, thì các bạn cũng hiểu là tại sao nó hiệu quả như vậy rồi. Ông làm rất là kỹ, nhiều đa dạng chủ đề và tất nhiên là tập trung về Photoshop và Lightroom luôn. Ông giải thích rất là rõ ràng nè, cái phong cách nói chuyện của ông cũng rất là thu hút, khá là funny, khá là vui, hài hước, và nhưng mà cái video của ông thể hiện cái độ chuyên nghiệp rất là sâu đó. Cho nên là cái kênh này là kênh mà mình học nhiều nhất là ở kênh này, kênh của Aaron Nace là kênh Fluent đó. Thì đó là top 3 kênh, tất nhiên còn hai kênh khác nếu các bạn nào, ba kênh vừa rồi toàn toàn là tiếng Anh hết, nhưng mà được cái là ở
những cái trang tutorial của nước ngoài như vậy á, người ta giải thích rất là kỹ. Và lý do tại sao mà mình làm ra kênh của mình là bởi vì vậy đó, mình coi những cái kênh này á thì mình coi lại ở Việt Nam những cái YouTube channel mà về dạy Photoshop á, người ta nó giống như kiểu là trang để show kỹ năng nhiều hơn là hướng dẫn, cho nên là mình mới tạo ra cái channel của mình, kênh HP Photoshop. Nếu như các bạn nào đây lần đầu các bạn tới với kênh của mình, kênh HP Photoshop, Photoshop Tutorial, các bạn có thể nhấn nút subscribe ngay phía bên thì để và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ thì mình sẽ có rất là nhiều video. Và như các bạn thấy, như trước tới giờ thì video nào mình cũng cố gắng mình giải thích từng bước mình làm để cho các bạn nắm rõ được là ở cái công cụ đó dùng làm cái gì. Ngoài ra còn một kênh khác nữa, kênh của chị Thùy Uyên ha. Kênh này thì cũng khá là rộng về Photoshop, tuy nhiên là đúng như là chuyên ngành của chị Thùy Uyên á, là bà làm về design, cho nên là những cái video retouch thực sự nó không có nhưng mà những cái kênh, những cái kiến thức mà về thiết kế á, về thiết kế đồ họa nói chung á, bà cực kỳ tuyệt vời luôn á. Cho nên là nếu như bạn nào muốn thiên về thiết kế đồ họa, về AI hoặc là về những gì đó, về Photoshop cũng có, AI cũng có, thì các bạn sẽ vô trong kênh của Thùy Uyên để follow chị Thùy Uyên cũng được. Đó, thì đó là hai kênh ngoài. Còn như ba kênh mà mình đang nói là kênh Tutvid này, kênh PSim Perfect và kênh Flern là ba kênh tuyệt vời nhất để các bạn có thể học Photoshop được. Và kênh tuyệt vời thứ nhì thì ok rồi, đó là toàn bộ video này và đó là cái cách chia sẻ của mình. Hôm nay là mùng 1 Tết và mình hy vọng rằng các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui cùng với gia đình và có một cái Tết thật là tuyệt vời ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.